Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đuốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm canh tí. Ngày này là ngày ất dậu. Tháng Ất Dậu năm canh tí và hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim Quỷ giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyển trung thủy, ngày Ất Dậu tức chi khắc với can, có nghĩa là kim khắc với mộc và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm, tuyển trung thủy, kỷ tuổi, Kỵ mão, đinh mão, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần các bạn nhé. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi kỵ mão, đinh mão, tân mùi, tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi kỷ mão đinh mão tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao thiên thành tốt mọi việc sao quan nhật tốt mọi việc sao ích hầu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao ngọc đường hoàng đào tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát nhé các sao xấu trong ngày cũng có như là sao thiên ngục xấu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà sao tiểu hồng sa xấu mọi việc và ngày hôm nay là ngày thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao trùng phục kỵ giá thú an táng sao nguyệt hình xấu mọi việc sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phủ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ các bạn nhé. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 8 năm 2020 âm lịch này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, Mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu, cái điều này gây ra nhiều tác động xấu cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay nhé. Vì vậy mà bản mệnh tuổi Tý phải cần hết sức cẩn thận vào cái ngày hôm nay. Có thể xung quanh bạn sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân thừa cơ mà bạn sơ suất để niếm đá giấu tay gây ra cái trở ngại cho công việc của bạn tuổi Tý trong ngày đoạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, ảnh hưởng của cục diện này sẽ không quá lớn nếu như bạn mệnh luôn nghiêm túc với những gì mình làm. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ cái con người của bạn và chẳng ai lại tin tưởng những cái lời dối trá vô căn cứ cả bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do sẽ có được lộc ăn uống và bạn tụ tí có thể tìm được những cái mối đầu tư đáng giá trong ngày hôm nay nếu như bạn làm nghề buôn bán bạn sẽ có được một ngày buôn may bán đắt khách hàng tới nườm nượp không ngớt với bạn luôn nữa đó bạn tụ tí nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim làm việc cẩn thận tử vi tuổi bính tý thuộc thủy gặp kẻ tiểu nhân tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa được tin tưởng tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có lộc làm ăn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc thu được thành quả về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 7, số 8, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi xỉu, thứ 6, ngày 9 tháng 10 năm 2020, xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu bạn tạo dựng được cái uy tín của bản thân mình với mọi người một phần là nhờ cái vẻ bề ngoài điềm tĩnh và không kiếm phần lạnh lùng ở bạn và bạn tuổi Sửu bạn mệnh có tài lãnh đạo có được cái sự quyết đoán và có thể đưa cả tập thể tín tới cái sự thành công gần nhất nữa đó bạn nhé. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi xỉu, bạn là người đứng đầu, là người lãnh đạo, bạn cũng cần phải cởi mở hơn với nhân viên của mình. Cái vẻ bề ngoài quá mức khó gần của bạn khiến cho nhân viên hạn chế tiếp xúc với bạn nữa đó bạn tuổi xỉu nhé. Và bạn tuổi xỉu trong ngày này, bạn cũng cần phải chú trọng cái việc trò chuyện với từng nhân viên để biết được cái điểm mạnh của mọi người nữa bạn nhé. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tự Sửu trong ngày này lại rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và người nhà cũng tốt đẹp. Cho dù bạn tuổi xỉu có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình của mình. Và bạn tuổi xỉu, bạn cũng biết rằng đó là gia đình sẽ luôn ủng hộ mình, giúp cho mình vượt qua mọi khó khăn, sóng gió ở bên ngoài nữa đó bạn tuổi xỉu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tạo dựng uy tín tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có tài lãnh đạo tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cởi mở hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ lạnh lùng khó gần tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hòa hợp với gia đình về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 1, số 5, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ tuổi giàu. Tử vi tuổi dần, thứ 6, ngày 9 tháng 10 năm 2020, xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần bạn đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi dần đang có được cái cơ hội phát tài trong ngày hôm nay dù bạn làm ở bất kỳ cái ngành nghề gì đi chăng nữa nhé và trong ngày này nếu làm nhân viên bạn sẽ nhận được cái sự yêu quý của lãnh đạo và được thưởng vì cống hiến của bạn từ trước đến nay cho công việc nữa rồi đó bạn tuổi dần nhé và trong ngày này nếu như bạn làm nghề buôn bán lương thiện thì bạn sẽ nhận được cái sự tin tưởng của nhiều khách hàng. Đây cũng chính là cái cơ sở để cho bạn làm ăn ngày càng phát đạt hơn trong tương lai của mình nhé. Dù bạn có làm ăn đến thế nào đi chăng nữa, cũng đừng quên cái mục đích tốt đẹp ban đầu của mình đã đề ra bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt lên đẹp cho lắm. Tình cảm giữa bạn và người nhà chưa chắc đã được in bình. Đôi bên có thể xảy ra cái sự xích mích, mâu thuẫn với nhau về một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống đó bạn tuổi dần nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi dần là bạn hãy đặt cái vị trí của mình vào vị trí của đối phương để thử thay đổi cái góc độ suy nghĩ xem sao bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy được tin tưởng, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa được thượng nóng, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ làm ăn có lợi, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc mâu thuẫn với nửa kia Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim thay đổi suy nghĩ nhé về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc năm sao sức khỏe bốn sao tình cảm ba sao con số may mắn số một số bốn giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngũ hành tương xung tác động lên cho nên với bạn tuổi mão dù là bạn rất thông minh, nhạy biến, và có cái sự linh cảm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh lại quá ngạo mạn với cái khả năng của bản thân mình, thậm chí sẵn sàng gây gõ, mâu thuẫn với những người có cái ý kiến trái chiều với bạn nhé. Và trong ngày này, đối với bạn tuổi mão, bạn cũng không thể bắt ép người khác có cùng cái quan điểm với mình, bởi mọi người có một cái suy nghĩ khác nhau, thêm vào đó, chẳng gì những cái điều bạn cho là đúng đã là chính xác hoàn toàn và bạn tuổi mão bạn cần phải thảo luận cùng mọi người để tìm ra cái tiếng nói chung nhất bạn tuổi mão nhé trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi mão ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mão là bạn nên khiêm tốn hơn trong tất cả mọi cái phương diện của cuộc sống. Nếu như bạn cứ tiếp tục khoe khoang, bạn sẽ chỉ rước lấy cái sự ác cảm của mọi người với bạn mà thôi. Và bạn tuổi mão, bạn không phải là người tài giỏi nhất và chắc chắn mọi người xung quanh cũng có những cái ưu điểm đáng để cho bạn học tập nữa đó bạn tuổi mão nhé. Từ vi tuổi ất mão thuộc thủy quá ngạo mạn tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa thích khuya khoang tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ coi thường người khác tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần khiêm tốn hơn tử vi tuổi quý mão thuộc kim hãy làm việc theo nhóm về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 1, số 9, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhau phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, thứ 6, ngày 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ cho nên với bạn tuổi thìn bạn nhận được cái sự yêu mến và tin tưởng của mọi người trong ngày thế nhưng đôi khi bạn lại làm việc khá chi là do dự thiếu đi cái sự quyết đoán và một khi đã băn khoăn thì bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được cái quyết định cuối cùng đó bạn tuổi thìn nhé và trong ngày hôm nay với bạn tử thìn là một ngày rất chi là thích hợp để cho bạn hợp tác làm ăn vì thế đối với những ai đang làm những cái công việc kinh doanh buôn bán đầu tư thì nên quyết định hợp tác với đối tác trong ngày hôm nay nếu như bạn cứ chần chừ quá lâu thì cái cơ hội sẽ trôi qua mất và bạn sẽ bộ lỡ một cái khoản kha khá với mình đó bạn tử thìn nhé và trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn Tử Thìn, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn Tử Thìn lại rất chi là tốt đẹp. Bạn và nữ kia luôn duy trì được tình cảm ổn định, đôi bên thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều cái thời điểm người ấy đã giúp cho bạn Tử Thìn đưa ra được những cái định hướng rất chi là chính xác trong những cái tình huống khó khăn nữa đó bạn tuổi thìn nhé. về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa được nhiều người yêu mến tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hay do dự tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc thích hợp đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nắm bắt cơ hội tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tin tưởng nửa kia nhé về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân Tờ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh đây là cái dấu hiệu cực kỳ là may mắn cho bạn tuổi tỵ đang phấn đấu về cái sự nghiệp của mình nhé và bà tuổi tỷ, bạn tuổi tỵ bạn mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì bạn đang có được tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mình đó. Bạn tuổi tỵ, bạn cũng cần phải suy nghĩ cởi mở hơn sẽ giúp cho bạn có được cái quân đường thăng quan tín chức ngày càng sáng lạn hơn bạn tuổi tỵ nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ vì những cái sự cố gắng của bạn từ trước đến nay mà bạn mệnh có thể được cất nhắc lên một cái chức vụ xứng đáng hơn với cái năng lực của mình. Và bạn tuổi tỵ bạn hãy coi đây là cái động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai của mình để những kẻ không phục phải tâm phục khẩu phục bạn bạn tuổi tỵ nhé và đặc biệt trong ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 dương lịch này bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ lại thường hay nổi nóng với cái nửa kia của mình và bạn mệnh không nên tút những cái cơn nóng giận lên đầu người thân thích một cách vô cớ như vậy bởi mọi cái hành động của người ấy chỉ xuất phát từ cái sự quan tâm đến bạn mà thôi bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họa cấp trên côi trọng, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ được thăng chức tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc dễ nội nóng tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tiếp tục cố gắng tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy suy nghĩ cởi mở hơn về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ Cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có họ khắc với kim cho nên với bạn tuổi ngọ không gặp được những cái điều may mắn trong cái mối quan hệ về tình cảm của mình nhé ngày này nếu như bạn đang còn độc thân thì bạn mệnh đừng có nên vội vàng đến với một ai đó có thể bạn và người ấy đều chưa thực sự và chắc chắn về cái tình cảm của mình đâu đó bạn nhé trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn mệnh có thể sẽ đau đầu với cái chuyện con cái. Có lẽ mệnh chủ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì sao con cái luôn cố tình làm trái ý của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ, bạn nên nói chuyện một cách nghiêm túc với con để cùng tháo gỡ những cái khó khăn chứ không nên lạm dụng vôi ruột bạn tuổi ngọ nhé và trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ sẽ phải tiếp xúc với những quan lại xấu trong chính quyền nhé cho dù bạn bị chèn ép bạn mệnh cũng nên dùng cái thái độ hết sức bình tĩnh để đối diện tránh cái sự nội nóng cái điều này sẽ gây ảnh hưởng tới hòa khí của đôi bên và có tác động xấu đến cái sự nghiệp của bạn trong tương lai đó bạn tuổi ngọ nhá về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cân nhắc về tình cảm tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy chưa thấu hiểu quân cái tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nên giữ bình tĩnh, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tránh va chạm với cấp trên, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc học cách lắng nghe nhé. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6, ngày 9 tháng 10 năm 2020, xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi mùi Cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cho nên với bà tuổi Mùi, bạn nhận được cái sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên nữa rồi bạn nhé. Và bà tuổi Mùi nhờ đầu óc linh hoạt và sáng tạo của bạn, bạn luôn chọn được những cái thời điểm thích hợp để thể hiện được cái điểm mạnh của bản thân mình và ghi điểm với người khác, ghi điểm với lãnh đạo nữa đó bạn tuổi Mùi nhá. Tuy nhiên trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, bạn mệnh cần phải chú ý quan sát tới cái hoàn cảnh xung quanh và mọi người hơn, không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm tốt cái công việc của bản thân mình, đã là tốt đâu bạn tuổi mùi nhé. Và bạn tuổi mùi, bạn cần phải cởi mở và gần gũi hơn với đồng nghiệp của mình nữa đoạn. Trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi và gia đình rất chi là hòa hợp. Bạn tuổi mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Và bạn cũng hiểu rằng trên đời này, dù có lạc tiền tài hay là địa vị đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân của mình đau bản nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đồng nghiệp tin tưởng, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy thể hiện được điểm mạnh, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa chú ý quan sát, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ gia đình hòa hợp, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc chăm lo cho gia đình. Đoạn về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Hợi Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ. Cho nên với bạn tuổi thân, bạn là người rất thông minh và khéo léo, dễ dàng xây dựng được cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày nhé. Và bạn tuổi thân, bạn mệnh có thể gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người tay tử ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên nữa đoạn. Trong ngày này, sự nghiệp của bạn tuổi thân cũng có được những cái bước tiến rất chi là thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra bạn có được những cái điểm mạnh của bản thân mình đó nhá. Khi đứng ở một cái vị trí cao hơn, bạn tuổi thân, bạn càng phải cố gắng và phát huy hơn cái khả năng, cái năng lực của mình gấp nhiều lần nữa được. Và đặc biệt đó, trong ngày 23 tháng 8 năm canh tí này, ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi thân không nên làm những cái công việc quan trọng trong ngày nhé. Như thế là cưới hỏi, xây dựng về nhà cửa, khai trương, xuất hành đoạn. Nếu như bắt buộc phản bạn phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, thông minh, khéo léo, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, xã giao tốt đẹp, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, tạo được ấn tượng tốt, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, cố gắng hơn nữa tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim phát huy cái khả năng của mình đó. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tối tốt. Từ vi tuổi dậu thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này, bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình, cho nên với bạn tuổi dậu, bạn khá chi là nóng nảy khi gặp phải những kẻ khiến cho bạn chướng tai, gai mắt đó bạn nhé. Và bạn tuổi dậu, bạn đang có cái xu hướng nối năng mà chẳng kiêng nể ai. Cái điều này rất dễ gây tổn thương cho người khác lắm đó bạn tuổi dậu nhé. Ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng nên chú ý đến cái cách ăn nói của mình để tránh những cái rắc rối không đáng có có thể xảy ra với mình. Nữa. Chẳng ai muốn phải nghe những cái lời chê trách, thiếu tế nhị của bạn và bạn tuổi dậu bạn đừng có cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và chỉ trích người khác như vậy bạn tuổi dậu nhé trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi dậu bạn cần phải giữ cái lập trường của mình không nên theo nghe theo cái lời nịnh nọt của kẻ khác nếu như đứng trước những cái cuộc tranh giành về quyền lợi bạn tuổi dậu bạn cần phải hết sức giữ bình tĩnh, hết sức giữ mình và chủ động tránh xa bạn tuổi giàu nhé. Và trong cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi giàu, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi giàu, bạn nên giữ vững lập trường của mình, không nghe theo cái lời nịnh nọt của kẻ khác. Nếu như đứng trước những cái cuộc tranh giành về quyền lợi trong ngày hôm nay, bạn cần phải biết giữ mình và chủ động tránh xa bạn tử giàu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, nói năng không kiêng nể, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tổn thương người khác, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, quá mức tự tin, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, Dự vững lập trường từ vi tuổi quý dậu thuộc kim không tranh giành nhé về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng kim màu nâu quý nhau phù trợ tuổi thân tuổi dậu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tuất dậu tương hại cho nên với bạn tuổi tuất bạn gặp phải đủ cái chuyện phức tạp trong ngày hôm nay nhé trong ngày này với bạn tuổi tuất những người tưởng chừng như là thân thiết có thể lại trở mặt hạm hại bạn và dưới cái tình huống như vậy bạn tuổi tuất bạn đừng có bi quan bạn hãy coi đây là cái cơ hội để từ bỏ một kẻ không xứng đáng làm bạn với mình bạn tuổi tuất nhé ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể đang có cái dấu hiệu bất hòa và bạn tuổi tuất bạn hãy nhanh chóng tìm ra cái nguyên nhân và đưa ra cái cách khắc phục ngay đi bạn tuổi tốt nhé. Bạn đừng có để cái quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách nhau đoạn. Và ngày này đối với bạn tuổi tốt đó, rất phù hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Nếu như bạn có cái ý định xuất hành đi xa, bạn nên đi theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình dễ dàng thành công hơn bạn tuổi tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa gặp chuyện phức tạp tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ người thân trở mặt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc vợ chồng bất hòa tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sửa chữa hiểu nhầm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thích hợp xuất hành đoạn về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi và gia đình rất chi là in ấm và trước khi nêu ra cái ý kiến cá nhân bạn tuổi hợi bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia chính vì vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng nửa đoạn trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi nhân duyên khác giới đối với những bạn đang còn độc thân lại khá chi là vượng nếu như bạn nhiệt tình tham gia vào những cái buổi tụ tập gặp gỡ bạn bè. Có thể bạn mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Tình yêu đã ngày một tới gần hơn với bạn rồi đó bạn tuổi hợi nhé. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi hợi đang có những cái dấu hiệu tiêu cực trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình đó nhé và bàn tuổi hợi bạn có thể sẽ bị cấp trên chèn ép khiến cho tinh thần của mình luôn căng thẳng mệt mỏi thậm chí nghĩ tới cái việc bộ cuộc nửa đó bạn nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa gia đình in ấm tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ biết cách lắng nghe tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tìm được nửa kia tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cấp trên chèn ép từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy tinh thần mệt mỏi nửa đoạn về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.